Kính thưa đồng bào quý mến, đây là khuôn mặt Cha Trời Giêsu hiện ra trên mây, cảnh báo cho nhân loại về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Đó là chiến tranh loạt lạc ở khắp mọi nơi và đồng thời động đất, tsunami, nước biển sẽ dâng tới mây và sẽ có nhiều người thiệt mạng và thế giới sẽ náo loạn bởi vì những tai nạn khủng khiếp, thiên tai xảy ra. Bởi vì Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bắt buộc phải nắn quả địa cầu lại. Bởi vì nhân loại đã gây quá nhiều tội ác và đồng thời làm phiền quả địa cầu. Đến nỗi mà Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng bắt buộc phải nắn quả địa cầu lại. Đây là khuôn mặt Cha Trời Giêsu tỏ hiện ra trên mây mà chúng tôi đã chụp được trong lúc hướng dẫn đồng bào Việt Nam chúng ta cầu nguyện ở tại On County. Và kính thưa đồng bào thương mến, chúng tôi đã tường trình sự việc này gần 5 năm nay và đại đa số đồng bào Việt Kiều đã thờ ơ vô trách nhiệm. Điều này không thể tiếp tục xảy ra được bởi vì những kẻ đó sẽ chết sầu muộn và sẽ đau buồn vô cùng khủng khiếp bởi vì những người đó sẽ bị nhốt chung với những kẻ thờ ơ vô trách nhiệm hàng ngàn năm. Đây là lời cảnh báo sau cùng để cho tất cả những ai chưa làm bổn phận của mình, phụ giúp tôi thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Và nhất là thông báo cho người Việt Nam ở trong nước được biết gấp. Chúng ta có bổn phận cầu nguyện và thông báo cho nhau được biết thì thế giới sẽ thay đổi và đồng thời cộng sản sẽ tan rã và chúng ta sẽ không đổ một giọt máu bởi vì tất cả những sự việc làm quan trọng để cứu rỗi nhân loại thì Cha Trời Giêsu đã làm rồi và hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã làm rồi. Kính thưa đồng bào thương mến, nhớ những gì tôi nhắc nhở, những ai chưa làm bổn phận phụ giúp tôi thông báo những tin mừng vĩ đại này đến cho cộng đồng thế giới được biết gấp và nhất là cho cộng đồng Việt Nam chúng ta ở khắp mọi nơi được biết gấp thì hãy mau mắn phụ giúp tôi tất cả những phương tiện cần thiết để tiếp tục làm việc một cách sung mãn hơn. Và những ai thờ ơ vô trách nhiệm thì đồng bào biết hậu quả sẽ như thế nào. Những kẻ đó lần lượt sẽ mất tất cả. Nhớ những gì tôi nhắc nhở, tôi chính đây y sư Thánh Giống tái thế Minh Vương Việt Nam. Thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào đã theo dõi phần tường trình vô cùng quan trọng ngày hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2014. Và đây là hình ảnh linh hồn những anh hùng chiến sĩ trận vong đã được Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cho tỏ hiện ra để cảnh báo tất cả nhân loại hãy mau mau sám hối gấp bởi vì tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và đây là hình ảnh ông rồng thật là vĩ đại đang phun lửa để tiêu diệt bọn cộng sản và cũng như để tiêu diệt bọn tham sân si gây chiến tranh để làm giàu. Đây là một ông rồng thật vĩ đại kết tụ bởi hàng triệu linh hồn chiến sĩ trận vong hiện ra trên mây. Ở đây chúng tôi làm hình trắng đen để đồng bào những ai mắt yếu có thể nhìn thấy. Đây là một ông rồng vĩ đại và đồng thời đây là hình ảnh của hàng triệu anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra để phù trợ chúng ta làm việc, góp phần cứu nguyên nhân loại và đương nhiên đồng thời làm việc cứu Việt Nam chúng ta gấp. Đây là cơ hội cuối cùng cho Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lập công chuộc tội. Và đương nhiên cho bọn Việt Giang và nhóm Việt Kiều, những ai chưa làm bổn phận của mình, đây là cơ hội cuối cùng để cho các người lập công chuộc tội. Và đồng thời lời cảnh báo này để cho tất cả những nhà lãnh đạo các tôn giáo trên thế giới được biết rõ là các người có bổn phận cũng sẽ phải làm như thế. Đây là cơ hội cuối cùng cho các người lập công chuộc tội. Thành thật cảm ơn đồng bào đã theo dõi phần tường trình quan trọng này.